Những ngày này, khi việc thu hoạch mùa màng chăm sóc nương rẫy đã hoàn thành, các cô, các chị trong câu lạc bộ dệt thổ cẩm thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng lại cùng nhau bày khung dệt, chỉ dạy cho nhau cách dệt từng hoa văn trên tấm thổ cẩm truyền thống. Được thành lập từ năm 2006, dưới sự quản lý của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Sơn, đến nay câu lạc bộ đã trở thành nơi tập hợp các thành viên yêu thích nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân tộc Mơ Nông tại Bù Đăng. Cần cái trí nhớ của mình, với lại nó không có mẫu. Tại vì mình ghi trong cái đầu của mình làm cái này, mình hoa văn nào á thì mình nghĩ ra. Ví dụ như có sẵn thì mình coi mẫu, thì mình đếm cái sợi chỉ nên nó khó. Thì mình cứ vận động cái, ví dụ như ở nhà ba mẹ hoặc là anh chị với cô gì vậy đó, biết đàn trước ấy, mình kêu lại, mình gọi lại mấy đứa cháu ấy, thì lại xong rồi mình cứ truyền dạy cho tụi nó, từ từ thì tụi nó hiểu. Còn tại huyện Lộc Ninh, việc phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong gìn giữ, bảo tồn văn hóa dân tộc đã được tổ chức đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên địa phương tích cực thực hiện. Thông qua những hoạt động đó giúp cho các bạn nhận thức được rằng là vai trò của tuổi trẻ mình là thế hệ tiếp cận, kế cận đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Hội Liên hiệp Phụ nữ, tổ chức đoàn thanh niên là hai trong số nhiều tổ chức hội, đoàn thể, các cấp ngành địa phương tại Bình Phước đã và đang nỗ lực tham gia vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Từ đó tạo ra nhiều địa điểm sinh hoạt văn hóa để các thế hệ trẻ tại Bình Phước học tập, tìm hiểu các giá trị văn hóa của dân tộc mình. Sở văn hóa cũng đã có rất nhiều kế hoạch để tổ chức, trong đó phải nói là những cái hoạt động như là tổ chức cái buổi hội thảo, tọa đàm về cái văn hóa phi vật thể, các địa phương tích cực tham gia, trong đó là có những cái địa phương là những địa phương đã duy trì và phát huy các lễ hội như lễ hội phá bào, lễ hội cồng chiêng, lễ hội cầu bông, lễ hội miếu bà ở Sơn Giang, ở Phước Long. Thì các thế hệ trẻ cũng tích cực tham gia và ngày càng là gọi như là tôn dày thêm, làm phong phú thêm cái giá trị văn hóa phi vật thể. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có 41 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa, phong tục, truyền thống và đặc sản ẩm thực riêng biệt. Với nỗ lực của các cấp ngành địa phương và nhân dân trong tỉnh, đến nay, Bình Phước đã có 7 di sản được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 25 di sản phi vật thể cấp tỉnh được công nhận. Những thành quả này đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam để mạch nguồn văn hóa truyền thống của cha ông mãi mãi trường tồn theo thời gian.